Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại channel của mình. Ở video ngày nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà dùng lệnh để mà mở tất cả các tab mới trên trình duyệt Chrome cũng như là Firefox hoặc là Cốc Cốc, và cũng là dùng các lệnh để mà đóng các tab này. Vì đôi khi cái việc chúng ta mà sử dụng chuột mà nó bị hư, bị hỏng, hay chúng ta đi công tác vội mang máy mà quên mang chuột, thì chúng ta hoàn toàn dùng lệnh bằng tay để mở cho nhanh. Nhưng thật chất là cái bàn phím cái chuột từ này nó cũng mở được, nhưng mà thao tác nó hơi chậm một chút, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà dùng lệnh mở cho nó nhanh. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà thêm các phím tắt vào với trình duyệt Google này. Thì cái trình duyệt này mở ra nó sẽ không có phím tắt này, mà hoàn toàn những cái như là YouTube hay là Facebook mình phải thêm vào. Thì trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà mở cái tab mới bằng lệnh nhé. Thì giờ mình đóng nó đi. Mình sẽ đóng bằng lệnh trước đã, còn mình hướng dẫn. Ok, thì để mở các tab mới này trên bàn phím, các bạn nhìn Ctrl T cho mình nhé. Một tay, một ngón tay các bạn giữ Ctrl, và một phím nữa là phím T các bạn giữ đây nhé. Các bạn nhìn màn hình nhé. Đó. Mở rất nhanh các bạn nhé. Còn các bạn dùng cái chuột từ thì cái chuột từ để dây dây này rất là lâu. Và đấy là mở, còn nếu mà để đóng các tab này thì các bạn cũng là giữ vào Ctrl nhé. Ctrl này, W nhé, V kép các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn màn hình nhé. Đó, đóng rất nhanh. Đóng và mở rất là nhanh. Chứ nếu mà chúng ta mà dùng cái chuột từ này nó cũng lâu lắm. Và cái thứ hai nữa là mình hướng dẫn các bạn cách mà thêm các phím tắt vào với trình duyệt Chrome này. Thì điều đầu tiên để thêm được vào đây thì các bạn phải làm cái này cho mình. Cũng là mình cũng mở một cái tab mới lên, Ctrl T, Ctrl T. Rồi ok, ở cái trình duyệt này mình ví dụ mình muốn thêm là một cái trang 24h.com này, 24 đây là cái trang này các bạn nhá, 24h.com này, mình enter cho nó chạy đã. Đây là ta cái trang này á. Thì để thêm được nó ấy, thì các bạn nhìn trên đầu chữ mà 24h.com này, các bạn là tích chuột vào đây. Đó, nó nổi hết màu đen, nó bôi đen lên này. Thì các bạn trên bàn phím các bạn là giữ cho mình Ctrl C nhá. Ctrl này, C này. Ctrl C tức là mình copy ấy, nhưng mà mình vừa động tay ở kia thì nó sẽ bị mất cái bôi đen này, thì các bạn phải Ctrl A lại nhá. Này. Ctrl này, A này. Ctrl A nó sẽ đen hết, đó. Nó đen hết cái dòng này các bạn nhé. Rồi các bạn ấn vào Ctrl C này, Ctrl này, C này. Ok, bây giờ thì trở lại cái giao diện bàn lãi để mà mình thêm cái phím tắt vào đây. Ở đây thì các bạn nhìn thấy cái lối tắt đây, lối tắt chỗ này nhé, chỗ này này. Đó, các bạn mở cái lối tắt này ra. Thì ở trên thì nó hỏi mình cái tiêu đề ấy, là tên là gì ấy. Thì ở dưới là cái đường link mình vừa chỉ các bạn mà cách mà copy vào lại, thì các bạn chỉ vào đường link nhé. Các bạn là cũng trên bàn phím các bạn giữ này, Ctrl này, V. V là path ấy, path sang này, Ctrl V. Ok, đây là cái đường link 24h.com mình vừa copy. Còn ở trên này tên thì các bạn cứ ghi là cũng ghi 24h.com được, 24h.com đây. Đó, mình ghi này, không mình ấn vào xong các bạn nhé, ấn vào xong này. Đó, các bạn thấy chưa? Thì cái phím tắt mình sẽ nổi lên cái chữ 24h.com đây. Nếu các bạn muốn thêm tất cả các trang nào cũng làm tương tự như vậy nhé. Và giờ mình mở luôn cái trang cho các bạn xem đây nhé. Đây. Đó, các bạn thấy nó ra luôn chưa? Rất là nhanh nhé. Thì đôi khi chúng ta mà hay quên chuột, chúng ta dùng những cái lệnh bằng tay nó hoàn toàn là rất là nhanh. Chuột thì ví dụ chuột thì các bạn cũng copy như thế đấy. Ví dụ các bạn mà chỉ đây mà nhỡ nó bị không đen hết thì các bạn chỉ cần dây này một tí ấy. Có thể dây đen hết lại được, hoặc là các bạn dây một đoạn này, rồi các bạn ấn Ctrl A. Ctrl A thì sẽ đen hết. Và các bạn Ctrl C là copy, muốn dán ở đâu các bạn Ctrl V. Ctrl V là dán, Ctrl V là dán. Thì video mình làm đây xin được kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn thấy hữu ích thì cho mình xin một lượt đăng ký ủng hộ kênh. Chân thành cảm ơn các bạn.